Nhiều lúc anh bực mình nhưng anh không thèm chấp đâu. Có như cực hình anh cũng không thèm chấp đâu. Chỉ cần làm em vui là cuộc đời tươi mới. Đơn giản là được thấy em cười thôi. Chào mọi người, mình là Quinn. Còn mình là Vinh Thi. Chúng mình đến từ nhóm B336. Yeah, và hôm nay là mình có một cái clip này để tại sao mà hôm nay mình lại đang đứng trong cái studio thì mình có thể chia sẻ với các bạn khán giả được không? Ngày hôm nay tụi mình đã dậy từ rất sớm nè, và cũng như là chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm cùng với các anh chị ekip để có thể quay một cái MV. Và MV đó là anh Ngờ sẽ là nhiều lúc anh bực mình nhưng anh không thèm chấp đâu. Có như cực hình anh cũng không thèm chấp đâu. Chỉ cần làm em vui là cuộc đời tươi mới. Đơn giản là được thấy em cười thôi. Đây là một cái sự sao trao đổi rất là kỳ quặc nhưng mà cũng rất là ngoạn. Bởi vì sao đó giờ mình thì là vô cùng nhưng mà bạn Nguyên là rapper nhưng mà lần này mình thấy là rapper, còn anh Nguyên lại là vocal thì không biết là anh có thể cho nên một xí cảm nghĩ và cũng như là giới thiệu bài hát của anh được không? Thì nói về cái bài hát anh không thèm chấp đâu đợt này thì nó là một cái bài hát vô cùng đặc biệt đối với riêng cá nhân Winner, tại vì là nó là một cái MV đánh dấu, nó gọi là một cái bài intro pre debut solo của mình. Thì mình đối với mình thì bài hát này nó sẽ rất là đặc biệt vì nó đánh dấu cái điều đấy. Và sau cái bài hát này thì nó sẽ là một chuỗi những cái bài hát sau đó đánh dấu một cái sự nghiệp khi mà mình sẽ không phải là không hoạt động mà mình có một cái sự nghiệp đánh một cái nhánh riêng so với B36. Thì sau đó là cái gì thì mọi người cùng đón chờ nhé. Thì nói về cái bài hát anh không thèm chấp đâu đợt này, nội dung của nó là có một đôi nam nữ. Thì cái người bạn gái trong cái nội dung trong cái bài hát này thì luôn luôn làm những cái điều mà khiến cho người bạn trai này cảm thấy bực tức, khó xử và kiểu như là nhiều chuyện rối ren lên. Nhưng mà người bạn trai này thì sẽ luôn luôn không bao giờ nhường nhịn, không bao giờ không thể chấp những cái điều nhỏ nhặt đấy để cố gắng luôn luôn giữ được cái sự hạnh phúc trong cái mối quan hệ tình yêu này. Và khi mà hôm nay mình và Việt Thi đang quay MV cho cái bài hát này thì mình cảm thấy rất là vui, tại vì nhưng mà cũng hơi kỳ quặc nha, bởi vì mình phải đóng vai kiểu tại vì thật ra là nó kiểu như là chỉ là cái nhân vật trong này thôi, chúng ta sẽ kiểu như là phải hóa thân vào những cái sự thương yêu nhau, hạnh phúc nhau, thích nhau này nọ. Trong cuộc đời anh đó là em thôi. Biết là những lúc em hay nói thương yêu nhau. Đúng rồi, nhưng mà ý là cái tình cảm ngày thường của tụi mình là chính là tình cái thương yêu tình cảm ngày thường của mình là thương yêu tình cảm anh em đúng không? Nhưng mà trong cái MV này thì tụi mình là kiểu có tình cảm nam nữ một xíu, chính xác. Thật ra là cũng hơi khó, sao chạy bị lao quá trời. Không phải, kiểu như là bọn mình thì kiểu như gần gũi với nhau thì bình thường thôi, nhưng mà kiểu như là để lên hình các đúng thứ rồi. Thì xong rồi ở xung quanh rất là nhiều anh chị staff và đạo diễn các thứ, nên là kiểu nhìn nên là bọn mình cảm thấy rất là ngại. Không kiểu cứ có một sủa mà kiểu cứ bị xì mấy lần nên là rất là buồn cười. Nhưng mà cũng mong là bây giờ là đã là tầm khoảng 5-6 giờ chiều. Thì mong là từ đây đến cuối ngày thì mình sẽ hoàn thành cái shot quay cuối cùng. Và đến khi mà ra mắt cái MV này thì mọi người sẽ cho bài hát anh không thèm chấp đâu cũng như là cái sự nghiệp sắp tới của Vinh Thi và cũng như là B36 nhé. Thật ra thì Vinh Thi và anh Winner đã cover rất là nhiều bài với nhau rồi, nhưng mà nếu như mình để nói là ra một cái MV chính thức và cũng như là một đánh dấu một cái cột mốc nào đó thì chưa có. Thì có thể nói đây chính là bài hát mình đánh dấu sự trở lại và solo của anh Winner. Và trong cái đó thì là mình sẽ hỗ trợ anh Winner một phần nào đó, thì bản thân Vinh Thi cảm thấy rất là vinh dự vì có thể bản thân Winner thì cảm thấy là từ trước đến nay thì bọn mình cũng như các bạn fan thấy thì mình với cả Thi thì cũng có nhiều sản phẩm cover chung với nhau, cũng có nhiều lịch trình với nhau, ví dụ đi ghi hình các thứ, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà mình và Thi có một cái official chính thức.
một cái chính thức kiểu như là hợp tác một cái sản phẩm kiểu của riêng một mình, đánh dấu cột mốc của mình. Thì đây là một cái bài hát intro của mình và mình cảm thấy rất là vui khi mà có một cái sự support, hỗ trợ của Vicky Thi. Tại vì lúc đầu thật ra là cái bài hát này là chỉ có mình hát thôi, nhưng mà sau khi trao đổi với cả quản lý và bên phân phối nhạc thì mọi người có tham mưu cho mình là nên có một cái giọng nữ trong cái bài hát, giọng rap nữ trong cái bài hát này, thì nó sẽ kiểu như là làm cái bài hát nó nổi bật hơn và có điểm nhấn hơn. Thì kiểu như là lúc này kiểu anh quản lý của mình cũng nhớ đến là khi kiểu cũng có thể viết rap này nọ, nên là cũng có nhờ đến sự hỗ trợ của Thi trong bài hát này, và cảm ơn Thi rất là nhiều khi mà support và như là viết. À, giới thiệu mọi người là cái verse rap trong bài hát này cũng là do chính tay Việt Thi viết luôn. Nói chung là trước đấy thì bọn mình kiểu như là có một chơi viết với nhau này nọ, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà Việt Thi được kiểu như là tung ra một cái thứ mà thì cái hôm mà bọn mình thu thì mình cũng phải hỗ trợ cho Việt Thi trong cái phần mà đọc rap xong rồi. Thật ra là bản thân Việt Thi là đây là lần đầu tiên mà đọc rap là một cách là chính thức mà mình tự viết rap để mình đọc luôn á, thì nó có hơi lộng cộng một xíu, là tại vì đây là lần đầu mình đọc rap mà mình cũng không có phải là đây không phải là cái gì đó sở trường của mình nữa, thì kiểu mình phải nhờ vào anh Winner rất là nhiều. Anh Winner cũng chỉ cái này em phải đọc sao, này em lên giọng nhấn nhá như thế nào. Thì cái hôm thu thì rất là cũng hơi căng đó, là bởi vì Việt Thi cũng chưa có biết gì hết, nhưng mà anh Winner đã làm rất là tốt vai trò của một người anh, đó chính là hướng dẫn và chỉ dẫn cho mình cách làm sao để có thể hoàn thành được bài hát này. Thì rất là cảm ơn Winner, nhân vật của anh Winner tình cảm, lãng mạn và trong sáng. Còn trong nhân vật của Việt Thi thì sẽ có một cái sự cực, không phải có sự đâu mà cực kỳ là đáng yêu này, sao nữa nhỉ, ngây thơ và đúng rồi, cũng rất là trong sáng. Nói chung là tổng quan cái MV này rất là trong sáng. Đúng rồi. Nó trong sáng không có gì mà trong sáng không. Nói chung là nó rất là trong sáng, ngay cả cái tình cảm cũng trong sáng và hình ảnh cũng trong sáng. Mọi người nhớ ủng hộ MV Anh Không Thèm Chấp Đâu nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã cố gắng chờ đợi những cái sản phẩm comeback của B336. Bọn mình biết là các bạn đã chờ đợi rất lâu rồi và bọn mình cũng rất là nóng lòng để quay trở lại và gặp gỡ các bạn. Và đây cũng như là một cái sản phẩm để bọn mình sẽ lót đường cho những cái sản phẩm tiếp theo khi mà B336 quay trở lại, để mọi người sẽ có cái từng cái bước đà đi lên để khỏi bỡ ngỡ nhé. Và nhớ hãy ủng hộ cho B336, Winner và Vicky trong thời gian sắp tới. Cảm bye ơn. Bye. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhiều lúc anh bực mình nhưng anh không thèm chấp đâu, có như cực hình anh cũng không thèm chấp đâu, chỉ cần làm em vui là cuộc đời tươi mới, đơn giản là được.